Hey yo, xin chào tất cả mọi người, mình là Nana Nguyễn và rất vui gặp lại mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Ở đây thì mình đang có một đôi Jason Statham, một đôi giày bóng rổ mà mình nghĩ là mình lâu lắm rồi mình mới làm giày bóng rổ ha. Cho nên là mình muốn làm một đôi giày review các bạn. Và đặc biệt á, nếu như là thời điểm hiện tại các bạn mua để chơi bóng rổ luôn nha, thì mình nghĩ những đôi Jason Statham á, nó đã có Jordan Statham 1 và Statham 2. Và nếu như các bạn nào mà cảm giác mà muốn mua một đôi mà vừa phải, chắc chắn ok để đi chơi, thậm chí là các bạn có thể mang chúng để đi những buổi cà phê á, thì mình nghĩ cái đôi Statham nó rất là ok. Tại vì sao? Về đặc điểm của nó thì trước khi vào chúng ta sẽ qua phần intro với nào. Có một cái điều mà mình không mong muốn ở trong video này chính là chiếc bóc. Các bạn có thấy một chiếc bóc trắng đen với lại cái logo Statham không? Thì đây là một chiếc bóc mà mình thật sự rất là sợ mấy anh giao hàng. Tại vì lúc mà mình order về á, thì ở bên kho á, người ta nhận rồi, người ta chụp hình cho mình toàn bộ đôi giày, bóc giày, mọi thứ đều đẹp. Xong rồi bắt đầu book đơn vị vận chuyển thì các bạn biết rồi, không gì theo post thì cũng là giao hàng tiết kiệm, và lần này chính là mấy anh giao hàng tiết kiệm. Lần trước mình nhớ cách đây chưa tới 3 ngày thì mình đã dính một cái đơn nó chẹp lép như thế này của mấy anh gì theo post, thì mình đã quá sợ. Sau đó mình đã chuyển sang mấy anh giao hàng tiết kiệm, và cuối cùng mấy anh giao hàng tiết kiệm cũng không khá hơn được cái bóp nát bấy hết. Các bạn xem nè, thật sự đôi giày này nếu như thật sự mà trên kênh của mình chưa có thì mình cũng rất là lười để đem một cái chiếc bóp như này cho các bạn xem á. Nhưng mà thôi, các bạn cố gắng giúp mình ha. Ở trên này các bạn sẽ có logo của Statham nó nằm ở trên á, trắng đen như thế này. Đó, các bạn sẽ nhìn như thế này sẽ dễ thấy hơn. Các bạn sẽ có một cái logo Jumpman phía sau nhỏ như thế này. Rồi ở đây là bảng thông số tem tạc ha. Đó, nói chung là bóc giấy mở giống như mấy đôi Jordan á. Rồi mở ra thì các bạn sẽ có đôi giày. Nhưng mà may mắn là đôi giày nó vẫn còn khá là ok, không có bị ảnh hưởng. Ở đây thì phần bóc với phần giấy á, thì giấy gói thì cũng đơn giản thôi, một cái loại giấy ni lông, và chúng ta sẽ có logo của Jordan Statham ha. Mình hay gọi Jordan Statham là do gọi theo tên giày, nhưng mà nếu như các bạn nào search ra thì cái cầu thủ ký với lại Jordan á, Jordan Brand á, đó chính là Jason Statham, hiện tại đang chơi cho Celtic á, nên là các bạn nào có thể tìm hiểu thêm ha. Rồi, đây là một thế hệ giày bóng rổ mới mà Nike đang phát triển một cách mạnh mẽ, chính là những cái cầu thủ bóng rổ trong thế hệ mai sau này thì sẽ được ký một bản hợp đồng tài trợ quảng cáo trực tiếp với lại Jordan Brand. Jordan Brand là một thương hiệu mà được thành lập từ khi đã có Jordan. Thương hiệu Jordan Brand này nó là một cái giống như là một phần của Nike, và khi các bạn lên web của Nike, ví dụ như các bạn có thể lên web của Nike, các bạn có thể bấm cái logo, cái chỗ của một cái logo Jumpman thì các bạn sẽ thấy giống như là một thế giới khác. Bởi vì Jordan Brand họ làm rất nhiều, họ làm tất cả mọi thứ đó. Cái logo của họ sử dụng là Jordan, là Jumpman luôn, là cái logo này, và không phải là Nike Shoes. Cho nên là các bạn có thể phân biệt hay như thế này: Jordan Brand thì của Nike thiệt, nhưng mà nó vẫn là một cái thế giới gì đó cực kỳ lớn. Và tất cả những cái cầu thủ mà đã nằm trong danh sách thương hiệu tài trợ của Jordan Brand thì nó đâu đó khoảng 17 cầu thủ. Nhưng mà hiện tại thì theo như những cái gì mà mình đã tìm hiểu thì mình sẽ để cái hình các bạn xem. Hiện tại Jordan Brand đang có chính xác là 3 đôi giày mà gọi là được sản xuất và được công bố dưới danh nghĩa của Jordan Brand. Đó chính là đầu tiên có thể nói đến là Jason Statham nè. Thứ hai chúng ta sẽ có Jordan Zion nè. Thứ ba chúng ta sẽ có Jordan Luka. Thì đây là 3 đôi giày trực thuộc Jordan Brand sau này. Trước đó thì có dòng Jordan bây giờ hiện có 38 rồi. Đó, cho nên là các bạn có thể lưu ý vấn đề này. Các bạn thấy không? Nó được thiết kế và làm ra dựa trên cảm hứng của một dòng thế hệ từ Air Jordan 1 tới Air Jordan 3. Và nếu như các bạn nào nhìn, các bạn để ý kỹ á, thì cái shape này nè, nó hơi giống Jordan 3 một tí, có nghĩa là cái shape tam giác. Nó có một cái thẳng lên nè, thẳng xuống. Nó kiểu là nó liền, giống như Jordan 3. Và cái Jumpman này được đặt ở đây là tại sao? Bởi vì ngày xưa sau những cái cuộc bùng nổ á, Jordan 3 nó ra, nó đã được một cái gì đó
kiểu người ta biết tới rộng rãi trong cái cuộc OnStar. Và cái logo Chumman lúc bấy giờ là trong cái lần đó là lần công bố đầu tiên và đã được bùng nổ rất là nhiều. Và với cái Chumman này thì lần đó chính thức là Nike sử dụng logo Chumman thương hiệu Jordan Brand từ kể từ giờ đó luôn. Bởi vì sao? Vì trước đó các bạn có thể lật lại câu chuyện là Jordan 2 là một đôi giày thật sự là flip-flop. Flip-flop là do như thế nào? Là do Jordan 1 đã ra được một khoảng thời gian và cái doanh số bán nó không có đáng kể. Các bạn biết mùa giải năm 85 thì Jordan chỉ mới được debut với lại Nike thôi, thì các bạn có biết đó, thì nó cũng sẽ giống như bao đôi giày bóng rổ khác chưa có thành tích. Thì Jordan 1 cũng bán được thời gian sau thì Jordan 1 nó bị flop. Thì khi mà ra Jordan 2 á thì người ta lại mang ý tưởng là làm một đôi giày made in Italia, nhưng mà cũng hết mùa giải đó. Cái ý tưởng made in Italia này vẫn được thực hiện nhưng mà nó cũng không thành công. Và đến Jordan 3 là một sự bùng nổ bởi vì phó giám đốc sáng tạo Tinker Hatfield đã làm cái Jordan 3 và đưa cái Chumman này trở thành một cái thương hiệu Jordan Brand luôn. Và từ đó về sau là nếu như các bạn nào mua những cái món đồ, những cái đôi giày, những cái gì có Jordan Brand thì các bạn sẽ được thấy cái Chumman này. Đó chính là ý nghĩa của cái đôi giày này. Khi mà Jason Statham á được làm đôi giày này thì anh cũng có những cái muốn gửi gắm nào. Nó giống như, nó cũng hơi giống như là Jordan 1 một tí. Nó cũng có một cái gì đó gọn ràng, thoải mái và cái hệ thống dây cuộc như thế này. Nó hơi giống Jordan 1. Và các bạn sẽ thấy là một cái form tam giác nói liền, nó cũng hơi giống Jordan 3. Cho nên là đôi giày này, cái nguồn cảm hứng của nó chính là những cái lịch sử, những cái mà vấn vương của quá khứ nó tạo nên cái đôi Jason Statham này ha. Rồi, nói về ý tưởng, idea, mọi thứ rồi thì đây là phối màu Paper Shop. Paper Shop thì các bạn biết rồi, đối với Nike, Paper Shop nó là một cái gì đó thiêng liêng, ý nghĩa lắm. Chúng ta đã từng có đơn lô Paper Shop rất là đẹp, mình cũng đã làm review rồi. Và đây là một trong những đôi giày mà mình nghĩ nó khá là ok. Bây giờ nói tổng quan thì các bạn thấy là đây là một đôi giày bóng rổ. Rồi, các bạn sẽ có tổng thể là một đôi giày với phối màu kiểu một cream hơi son một tí. Các bạn sẽ có là toàn bộ cái bề mặt ở trên á, sẽ sử dụng chất liệu vải lưới. Lưới này khá là rộng ha, rất nhiều lỗ thoáng khí, cho nên là các bạn sẽ rất là mát và thoáng. Ở trên thì các bạn sẽ bao phủ bởi những cái lớp nu bất màu đen. Đó, hệ thống dây thì khá đơn giản. Và đặc biệt đôi này á, cái phần chân của bạn sẽ cách cái phần mặt đất khá là cao và nó không dính liền, bởi vì cái đế của đôi này không phải là đế bằng. Cái đế ra này nó sẽ có những cái section khác nhau, lát mình sẽ nói thêm. Về màu sắc đi, đây là đen son. Và đặc biệt ở cái màu Paper Shop á, người ta sẽ lấy cảm hứng từ những chiếc đèn gắn ở ngoài trước cửa những Paper Shop. Thì các bạn thấy ha, phần gót cũng vậy ha. Và chiếc bên trái, chiếc bên phải á, thì các bạn sẽ có một cái đặc điểm lưu ý là cái phần vải ở trong nè, phần vải canvas này. Chiếc bên trái thì sẽ là màu đỏ và chiếc bên phải sẽ là màu xanh ha. Jordan Statham hiện tại á, nhiều người đi kiểu hàng ngày rất là đẹp nha. Nó cũng khá là ok, nó rất là nhẹ. Tổng khối lượng của đôi này là khoảng 700g, thì chia ra một chiếc khoảng tầm 300 thôi, 300-350 gì đó. Và với cái đôi này á, thì nhiều người đánh giá là nó mức độ êm, mức độ ok của nó, mọi thứ đều khoảng nằm ở mức 8/10 theo tính trung bình của các điểm khác nhau. Tô bóc của đôi giày này nó khá là đơn giản ha, nó là một cái mần mạch nối liền, nó sẽ có một cái tam giác nhỏ ở đây bằng nu bất, và trên này toàn bộ nó sẽ là lớp vải mét được sử dụng khá là ok á, với lớp vải mét nè, nó vải lưới rất là ok, mềm thoáng, và bên trong nó còn một cái lớp nữa ha để bao phủ, chứ không phải là chỉ có một lớp mét mỏng này thôi. Phía trên thì các bạn sẽ có phần mũi giày á, để ý thì các bạn sẽ thấy có một cái phần này là một nửa nhựa TPU, nó móc từ phần thân nửa của đôi giày nè, nửa của cái mũi giày nó móc lạng qua bên má ngoài nha. Đó, cái chỗ này nè, mình sẽ zoom lên để các bạn xem. Đó, còn mặt bên trong này thì không phải là TPU mà là bằng da, nó nối liền tạo nên cái gợn sóng ra phía sau. Cái phần mũi giày thì đây, cái tam giác này nó bằng nu bất, cái chỗ này nó câu vào đây thì nó chạy lên trên, nó nối vào cái hệ thống dây giày, nó cũng một phần là làm cho nó đẹp nữa. Rồi, các bạn sẽ có một cái hệ thống dây khá là ít ha, 2, 4, 6, 7, 7 loại dây giày và nó cách thưa nhau. Cái loại dây thì dây thông dụng ha, rồi màu đen. Cái lưỡi gà thì đôi này, cái lưỡi gà này không có đệm nhiều. Sờ vào thì các bạn sẽ cảm giác là chúng khá là mỏng, nó chỉ được một cái lớp đệm xốp mỏng thôi tạo nên cái thành giày á. Xong đó người ta mai lớp vải lên. Ở trên thì các bạn sẽ có một cái logo JST là Jason Statham á, được thêu màu gold ở trên này trên cái lớp nu bất. Khi mà các bạn mở bên trong cái lớp lưỡi dài ra thì các bạn sẽ thấy chữ là DEUCE ha, một cái logo nhỏ được may gần ở trong.
Cái đôi này thì theo cảm giác của mình mang thì mình cảm thấy là nó sẽ dài và fit, nó sẽ hơi giống với Jordan 1 một tí, nên là bạn nào có size Jordan 1 thì cứ lấy size Jordan 1 ha. Mà không thì các bạn sẽ thấy nhựa TPU cực kỳ lớn, nó nối từ phần đế giày lên trên. Và cái điều đặc biệt của cái đôi này là các bạn có thể nhìn thấy phần midsole này, là cái phần đế giữa này, là nó khá là rỗng ha. Ở trên đây á, cái miếng bự này nè không phải làm chơi đâu. Miếng bự này là một cái cushion cực kỳ mạnh, nó sẽ ôm vào chân của các bạn, giúp cho chân các bạn tránh được những trường hợp bị lật sơ mi mạnh nhất ha. Nói chung là chỗ này nó sẽ khá là ôm vào chân các bạn. Ở trên đây là vải mesh nên các bạn có thể dễ dàng di chuyển. Một cái kiểu nhìn, cái này các bạn nhìn không, các bạn nhìn kiểu giống như cái mắt kính ấy ha, khá là đẹp. Các bạn chỗ này là rỗng nha, các bạn có thể nhìn vào trong. Cái lớp vải này sẽ bao bọc cái chân của các bạn màu đỏ. Rồi, ở đây các bạn sẽ có logo Jumpman. Logo này thêu trên cái nền đu bất màu đen, cho nên là nó sẽ khá là hợp lý nha. Rồi, phía sau thì sẽ có 2, 4, 5 ngôi sao màu gold. Ở đây thì cái logo Paper Shop nè. Đó, các bạn có thể cầm như thế này và dính cái này vô để các bạn mang giày cho nó dễ nha. Đó, cái logo thì chiếc trái chiếc phải khác nhau ha. Chiếc trái thì sẽ là logo 5 ngôi sao, chiếc phải thì sẽ là số 0. Đó, hai cái tag này cũng vậy, nhìn nó khá là lạ. Rồi, như nãy mình đã nói, mặt bên thì chiếc bên trái chiếc bên phải là sẽ là hai màu ha. Đó. Rồi, thêm cái kiểu nữa là mặt trong á, thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Mặt trong thì nó sẽ là chỉ có một cái lớp vải bố để cái phần này nè, lay sau phần chứa đựng cái chân của các bạn ở đây. Đó, bao phủ đây. Ở đây các bạn sẽ có một lớp dao bóng màu đen ở trên tạo điểm nhấn. Chỗ này các bạn sẽ có một cái chữ L, nó sẽ có một cái mã số của thương hiệu đôi giày. Đó, cái này thì toàn bộ cái phần khung này sẽ làm TPU với lại nhựa foam, cho nên là các bạn sẽ cảm giác có độ mềm và độ êm. Vậy đôi giày này sẽ có công nghệ gì? Tại vì giày bóng rổ lúc nào cũng vậy, công nghệ luôn là cái điều mà kiên quyết nhất. Thứ nhất, các bạn sẽ có cục foam Air Zoom. Cái cục foam nó nằm ở đây rất là bự. Cái này sẽ sử dụng là foam unit nha, khá là bự nằm trên. Ở đây thì Nike cũng là một cái mình thấy là khá thú vị, đó chính là cái phần CPU này nè. Nó sẽ làm từ đây nè lên trên, thì cái này gọi là Unlock 4 Foot Zoom Unit. Trời ơi, nó dài quá nên là thông cảm mọi người. Rồi, ở đây thì nguyên một cái hệ thống này, nó sẽ giống như một cái khung sườn để lực nó có thể tản vào những cái lỗ không này. Đó. Và khi các bạn nè, ví dụ như đây là mặt đất, các bạn chạy nhảy bật cao tăng tốc thì cái độ đàn hồi cũng như co giãn của cái đôi giày nó sẽ tác động lực vào những cái phần giữa này, nó giúp cho đôi giày các bạn bền hơn và các bạn cũng sẽ tránh được những trường hợp bị căng cơ rất nặng ha. Cái chùm men rất là đẹp lộ ở đây. Đó, nói chung là khá là ok. Rồi, phía dưới thì các bạn này, phía dưới này nè, các bạn sẽ có một cái cục foam rất là mềm và các bạn có thể dễ dàng cảm nhận được. Cái phần này gọi là Hue EVA Foam. Cái phần này nó sẽ giúp các bạn tăng tính đàn hồi hơn. Tại vì cái phần này đặc biệt nó phải có ở đây, bởi vì khi mà các bạn có những cái động thái là tiếp đất nè, tăng tốc nè, chỗ này nó phải mềm thì chân các bạn nó sẽ không có bị đau phần gót. Cho nên là nguyên cái đôi giày này nó áp dụng rất nhiều công nghệ tiên tiến của Jordan mà nó mang lại một cái hệ thống rất là nhẹ. Các bạn có thể nhìn bên hông, nhìn vô là các bạn có thể thấy rõ luôn cả cái cục zoom, rất là đẹp ha, rất là thoải mái. Và toàn bộ đôi giày á, rất nhiều công nghệ tối tân mà chỉ có 350g. Rồi, phần đế giày thì các bạn nhìn cho kỹ ha. Khi mà Nike làm nó cũng khá là thú vị là các bạn có thể nhìn thấy là cái ví dụ như cái bên màu xanh á thì họ sẽ bao phủ cái cục zoom nè, Air Zoom nè thành màu đỏ. Còn cái bên màu đỏ thì cái làm cái cục Air Zoom này thành cái lớp bao phủ thành màu xanh. Nói chung là cho nó có một đối lập cho đẹp. Rồi cái đế này á thì nó không phải là đế xương cá. Cái đế này thì nó khá là láng và bằng. Ở trên đây thì các bạn sẽ thấy là một cái hàng chữ người ta sẽ ghi là Living Proof. Đó, đây là một trong những cái kiểu chống trượt mà Nike hay sử dụng. Nó bám sàn, tăng độ ma sát. Cái chỗ này thì cái điểm phân tán lực ha, khá là mềm. Đôi này thì mình chỉ khuyến cáo các bạn là indoor tốt thôi. Còn mà nếu mà các bạn đánh sân xi măng, outdoor đánh cũng được. Nhưng mà nói về cái độ bám thì nó sẽ không bằng những cái đế xương cá. Và cái độ hao mòn nó cũng sẽ khá là cao. Tại vì đa phần những đôi này á, nó sẽ thích hợp nhiều hơn là ở những cái đôi là đánh indoor thôi. Còn nếu mà nói về đánh outdoor thì các bạn nên, nếu mà gọi là chuyên dụng thì nên dùng mấy đôi khác. Đôi này lâu đánh chơi thì ok, không vấn đề. Còn mà để cày cuốc nhiều thì mình nghĩ nó cũng không có gọi là tốt cho giày đâu. Đánh indoor thì mua đôi này. Rồi, về tổng thể thì theo mình á, đây là một đôi giày có phần trọng tâm khá là cao. Và các bạn có thể nhìn thấy được cái kiểu thiết kế là nhìn xuyên vào trong cái phần đế giữa. Và cái phần đế giữa này nó cũng không có gọi là hoàn toàn kiểu là nó kiểu là nó dù nó kết nối đều với nhau ha. Nó trên giữa thì nó bị hỏng nè, hỏng một cái lỗ rất là lớn ha.
nó sẽ sử dụng cái zoom để mà chịu lực và cái phần hệ thống TPU ở đây để làm cái khung sườn, phía sau thì sẽ dùng điện EVA để nó mềm mại hơn. Nói chung là nó không có liền mạch, cho nên là các bạn nhìn thiết kế nó khá là lạ và nhìn nó kiểu nó hơi tương lai xíu. Đến Jordan Statham 2 thì mình thấy nó liền mạch hơn, nhưng mà mình vẫn thích cái thiết kế của Jordan Statham 1 này hơn. Bởi vì nếu như cái mình không phải là một người chơi bóng rổ thì mình cũng có thể là đi ra ngoài và mang những cái chiếc quần dài ống rộng đi với đôi này thì cũng rất là đẹp ha. Và các bạn có biết không, hiện tại nó đang có rất nhiều phối màu và giá của mấy đôi này cực kỳ rẻ luôn, mọi người có 2.5 triệu à, và cao lắm thì là 3.5 triệu, mà mình thấy là với giá 3.5 triệu thì rất là ít, còn mà dưới 3 triệu thì cũng khá là nhiều. Cho nên là các bạn có dễ dàng mà mua một đôi giày Jordan Statham 1 như thế này để như dụ bạn có đi học cũng được nè, đi chơi cũng được, đi làm cũng được, hoặc là đi đâu đó cà phê bạn bè mình nghĩ rất ok. Còn việc các bạn đánh những cái sân trong á thì mà đi đâu này thì tuyệt vời. Nói chung thì đây là một đôi giày bóng rổ mà lâu lâu mình làm mình muốn cái gì nó mới mẻ hơn, nên là các bạn nào thích thì có thể liên hệ mình, có một cái Instagram fanpage cũng như TikTok thì các bạn có thể dễ dàng theo dõi của mình hơn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.